thời gian gần đây, việc những người mắc các tật khúc xạ về mắt như cận thị, viễn thị, loạn thị sử dụng kính sát trong thay cho mắt kính truyền thống ngày càng trở nên phổ biến hơn. Bởi kính sát trong không chỉ đáp ứng các chức năng cơ bản của mắt kính truyền thống như điều chỉnh các tật khúc xạ về mắt mà còn đáp ứng các yêu cầu về tính thẩm mỹ, tiện lợi trong sinh hoạt của người sử dụng. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích nêu trên, việc sử dụng kính sát trong cũng ẩn chứa nhiều nguy cơ có hại cho mắt. Nếu các bạn không tìm hiểu và tuân thủ các nguyên tắc trong việc chọn lựa, sử dụng và bảo quản kính sát trong. Hôm nay Thế giới văn hóa xin mời các bạn gặp gỡ bác sĩ Nguyễn Thị Mai, trưởng khoa LASIK của Bệnh viện Mắt Cao Thắng để cùng tìm hiểu thêm về vấn đề này. Xin chào bác sĩ Mai, hôm nay Thế giới văn hóa tìm đến bác sĩ để nhờ bác sĩ tư vấn cho khán giả của Thế giới văn hóa về cách chọn cũng như sử dụng và bảo quản kính sát trong. Dạ, đầu tiên xin bác sĩ có thể tư vấn về cái cách lựa chọn kính sát trong được không ạ? Về cách chọn kính sát trồng thì khi đi mua kính sát trồng các bạn nên chọn những cái loại có cái thương hiệu uy tín trên thị trường. Hiện tại thì trên thị trường nó có nhiều loại kính, thì thông thường hiện nay thì chúng ta thường dùng loại là kính sát trồng loại mềm hoặc là kính có phối hợp giữa chất liệu hydrogel hoặc và silicone. Thì đặc biệt là các bạn nhớ chú ý xem coi cái hạn sử dụng của kính, cái hạn sử dụng sẽ được có ghi rõ trên cái bề mặt của cái hộp kính. Và các bạn nhớ chú ý xem là cái loại kính đó là được sử dụng trong thời gian bao lâu. Cái thời gian sử dụng sẽ được tính từ lúc mình mở cái nắp hộp kính ra và mình sử dụng lần đầu tiên. Thêm một điều chú ý nữa là các bạn nhớ là không bao giờ sử dụng quá cái hạn sử dụng của kính cho phép. Thưa bác sĩ, hiện nay thì em thấy là có nhiều người sử dụng kính sát trồng nhưng mà họ thật sự chưa có hiểu rõ được cái cách mà họ đeo vào hoặc là tháo ra dẫn đến những cái tổn thương mắt ngoài mong muốn. Thì bác sĩ có thể hướng dẫn cách mà mình đeo kính hoặc là tháo kính ra một cách đúng đắn được không ạ? Trước khi các bạn sử dụng kính áp tròng thì các bạn nhớ là phải rửa tay bằng xà bông sạch sẽ trước khi các bạn sử dụng kính. Và các bạn dùng ngón tay trỏ của cái tay cùng bên với mắt được đeo. Các bạn đặt cái kính áp tròng xuôi chiều lên cái đầu ngón tay trỏ. Và ngón tay giữa còn lại của bàn tay đó thì các bạn kéo cái mi dưới xuống. Ngón tay giữa của tay còn lại của cánh tay kia thì các bạn kéo mi trên lên. Và mắt các bạn mở, hạn chế chớp nháy và các bạn nhìn thẳng vào về phía trước, mắt hơi hướng lên một chút xíu. Và sau đó đặt nhẹ nhàng cái kính áp tròng vào mắt, rồi các bạn rút tay ra. Sau đó các bạn nhắm nhẹ hai mi lại, thì lúc đó cái kính nó sẽ tự điều chỉnh đúng vị trí. Vậy bác sĩ ơi, còn về cách mình tháo kính ra thì như thế nào mới là chính xác ạ? Khi các bạn tháo kính ra thì các bạn cũng tuân thủ theo nguyên tắc như lúc trước, như lúc đeo là các bạn cũng vẫn phải rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng. Sau đó các bạn cũng dùng một cái ngón, các bạn dùng ngón giữa của cái tay cùng bên với mắt đang đeo, các bạn kéo mi dưới xuống và ngón giữa của cái tay còn lại các bạn kéo mi trên. Và các bạn mở to mắt ra, nhìn thẳng phía trước và hơi chớp lên trên. Thì lúc đó cái kính nó sẽ chạy hơi xuống dưới một chút xíu. Thì lúc đó các bạn dùng ngón trỏ và ngón cái của cái tay cùng bên với mắt đeo, các bạn nắm nhẹ cái kính và lấy ra. Như bác sĩ có nói hồi nãy thì ở trong môi trường ở Việt Nam mình thì cái môi trường nó cũng hơi bị ô nhiễm. Và cái việc đeo kính thì nhiều khi nó sẽ có thể dẫn đến cái nguy cơ bị nhiễm trùng do không có vệ sinh đúng cách. Thì bác sĩ có thể tư vấn giúp khán giả của Thế giới văn hóa về cái cách mà mình vệ sinh kính được không ạ? Các bạn nên làm vệ sinh kính mỗi ngày. Thì thông thường là các bạn nên làm vệ sinh kính bằng cái dung dịch chuyên dụng của kính áp tròng. Nếu mà các bạn không có dung dịch đó thì các bạn có thể thay thế bằng nước muối sinh lý. Tuyệt đối các bạn không được rửa kính bằng cái nước máy, bởi vì trong nước máy của chúng ta ngoài nó có clo sát trùng nhưng mà cái clo đó nó không diệt được cái amip, cho nên nếu mà các bạn dùng nước máy các bạn rửa kính áp tròng thì có khi nó còn sót lại cái amip đó, thì các bạn cũng có thể bị viêm nhiễm amip ở trên mắt của chúng ta. Thưa bác sĩ, thời gian gần đây thì báo chí cũng đưa tin nhiều về cái hiện trạng mà người sử dụng họ mua những cái kính sát trồng kém chất lượng, dẫn đến là cái việc mà mắt của họ có những cái bệnh lý mà liên quan đến cái việc đeo kính sát trồng không có đảm bảo chất lượng cũng như là đeo không có đúng cách. Thì bác sĩ có thể mà giới thiệu một số cái bệnh lý về mắt có thể gặp phải nếu như mà mình chọn kính kém chất lượng hoặc là mình đeo kính không đúng cách không ạ? Việc các bạn vệ sinh hoặc là các bạn mang kính áp tròng không đúng cách hoặc thì nó dễ dẫn đến những cái tình trạng viêm nhiễm trên mắt, ví dụ như là viêm kết mạc, viêm giác mạc, hoặc là đặc biệt là rất là nguy hại khi có một số trường hợp là nhiễm nấm hoặc là amip, nó có thể nó gây những cái tình trạng sẹo hoặc là có thể làm giảm thị lực của chúng ta.
Thì thường thấy khi các bạn đeo kính áp tròng kéo dài thì thường gặp nhất là các bạn bị tình trạng là khô mắt, hoặc là các bạn bị những cái sẹo, và đặc biệt là bị tân mạch ở trên giác mạc của các bạn rất là nhiều. Cuối cùng bác sĩ có thể chia sẻ một số lưu ý khác khi mà đeo kính sắt tròng để khán giả của Thế Giới Văn Hóa có thể nắm được không ạ? Trước khi các bạn quyết định sử dụng kính áp tròng thì các bạn nên đến một cái bác sĩ chuyên khoa về mắt để được khám và tư vấn xem là tình trạng mắt của các bạn có đủ điều kiện để mang kính áp tròng được hay không, và đặc biệt là các bạn phải đo cho chính xác cái độ để các bạn chọn một cái kính áp tròng có đúng số độ phù hợp với mắt của mình. Trong thời gian các bạn sử dụng kính áp tròng, nếu các bạn thấy có bất kỳ một cái bất thường nào, ví dụ như các bạn cảm thấy cộm, sốn, hoặc là các bạn cảm thấy đỏ, ngứa mắt, nhức mắt, hoặc là các bạn nhìn thấy nó mờ nhòe hẳn đi, thì ngay lập tức các bạn phải tháo cái kính áp tròng ra liền và đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được khám và điều trị kịp thời. Cảm ơn lời tư vấn của bác sĩ hôm nay rất nhiều. Hy vọng rằng qua cái lời tư vấn vừa rồi của bác sĩ Mai thì các bạn đã có thể biết được cách chọn, sử dụng cũng như bảo quản kính sắt tròng một cách đúng đắn và chính xác nhất. Chúc các bạn có một đôi mắt khỏe mạnh. Xin chào và hẹn gặp lại.